Chào cả lớp, hôm nay cô giới thiệu với cả lớp cái bài tập của nhóm 2. Đây là cũng là cái nhóm nộp bài sớm nhất. Nhóm có hai chủ đề. Cái chủ đề thứ nhất là trực khuẩn lao. Các bạn đưa vào cái hình này rất là đẹp và rất là đúng ý nghĩa với cái bài của chúng ta. Thì nhóm cho rằng trực khuẩn lao là những cái vi khuẩn mà kháng cồn, kháng axit. Đây là cái địa điểm quan trọng đối với xét nghiệm chúng ta cần phải chú ý. Có hình que thẳng mảnh và nhỏ, trực khuẩn lao thì không có khả năng sinh ra bào. Và cấu tạo trực khuẩn lao thì về mặt sinh học chúng ta chia làm 3 lớp. Cái lớp thứ nhất đó là lớp ngoài cùng. Lớp ngoài cùng ở đây chúng ta có lớp 1, lớp 2 và phần lớp 3. Thì lớp ngoài cùng này sẽ tạo nên sự liên kết giữa các cái axit mycolic là cái lớp số 2 này. Và lớp lipid là lớp số 1. Lớp này cũng tạo nên độc tính của trực khuẩn lao. Cái lớp ngoài cùng này đã tạo nên độc tính của vi khuẩn lao như cả lớp. Nó ít thấm nước. Cho nên là cho vi khuẩn lao kháng cồn, kháng axit là ở cái lớp này đây. Ngoài ra còn có cấu trúc bền vững với môi trường bên ngoài. Cho nên là nó sẽ có sức khả năng đề kháng rất là cao. Có khả năng chống hủy diệt bởi đại thực bào và tế bào miễn dịch. Cho nên khi mà trực khuẩn lao vào trong cơ thể của chúng ta thì bị các tế bào miễn dịch nuốt, nhưng mà nó không chết mà nó vẫn sống ở trong cơ thể của chúng ta từ 20 đến 30 năm. Lớp giữa gọi là lớp peptidoglycan. Được xem là lớp mà poly màng sinh học và chúng liên kết với đường arabino và các phân tử axit mycolic tạo bộ khung định hình đảm bảo cho cái vững chắc cho trực khuẩn lao, nó có độ vững chắc. Thì đây là cái lớp 4, lớp 5. Lớp trong cùng là lớp cái cấu trúc màng với các thành phần phospholipid chủ yếu và được chia thành hai cái nhóm. Cái nhóm ưa nước thì quay vào bên trong. Còn nhóm kỵ nước thì nó sẽ ra bên ngoài. Phần này tạo nên những cái lớp màng sinh học có khả năng giúp vi khuẩn điều hòa sự thẩm thấu của lớp vào ngoài. Nhờ đó vi khuẩn lao có cái đặc điểm là kháng cồn, kháng axit. Cho nên chúng ta phải dùng phương pháp nhuộm Genosen để nhuộm vi khuẩn lao. Trong khi nhuộm gram thì nó không nhuộm được. Nó phát triển chậm, 20 đến 24 giờ mới sinh sản một lần. Cho nên trong phương pháp xét nghiệm lao thì cái nuôi cấy là người ta ít dùng. Trong cái đờm của vi khuẩn lao trong phòng tối thì có thể tồn tại được 3 tháng mà vẫn giữ được độc lực, tức là vi khuẩn lao vẫn có khả năng gây bệnh. Dưới ánh nắng mặt trời thì vi khuẩn lao sẽ dễ chết sau 1 đến 2 giờ. Trong cồn thì nếu chúng ta phun cồn ra ngoài mặt bàn, ra trong môi trường làm việc thì để khoảng một thời gian thì vi khuẩn lao cũng có thể giết được. Trực khuẩn lao thì nó gây chủ yếu là bệnh lao phổi. Ngoài ra còn có các một cái bệnh ở lao khác ngoài phổi như lao hạch, lao tiêu hóa, lao màng não, vân vân. Lây truyền thì nếu mà lao phổi thì chủ yếu là đường hô hấp, từ các cái hạt nước bọt li ti trong các cái hạt bụi nhỏ. Và người ta thấy là dù là cái hạt bụi nhỏ có đường kính 1-5 nanomet nó đã có thể lây rồi, không cần phải các cái giọt bắn lớn mà chỉ cần rất nhỏ cũng đã lây được. Như vậy thì nó rất dễ lây bệnh qua đường hô hấp. Và nếu mà chưa được điều trị thì khả năng lây rất là cao. Bệnh xuất hiện dễ xuất hiện ở những người có cái nguy cơ cao như là mắc các bệnh mãn tính này như đái tháo đường, nhiễm HIV, gây các thủ huyết dịch, tức là những người mà giảm cái khả năng đề kháng, những người mắc bệnh mãn tính. Ở Việt Nam thì Việt Nam là một trong 30 quốc gia có gánh nặng lao cao nhất thế giới. Và cái quan trọng nó là một trong những cái nước mà có cái bệnh lao đa kháng thuốc nhất thế giới. Các cái xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩn lao ở đây thì nhóm có đề cập đến, thứ nhất là xét nghiệm AFP nhuộm soi trực tiếp bằng phương pháp nhuộm Genosen. Cái phương pháp này thì nó rất dễ thực hiện, kết quả nhanh, rẻ tiền và có thể thực hiện ở mọi nơi như từ phòng khám trở lên được thực hiện được. Nhưng mà nhược điểm thì nó độ nhạy thấp. Tức là nếu như mà đối với mẫu bệnh phẩm mà ít thì có thể sẽ là âm tính giả. Hình thái trực khuẩn lao thì ở đây các bạn cũng có đưa ra cái
mảnh hơi cong bắt màu đỏ này. Có thể đứng riêng hoặc đứng thành cụm, dễ nhận biết trên nền xanh. Đây là cái nền xanh do cái thuốc nhuộm xanh methylene. Và tôi có làm bắt màu đỏ của cái thuốc nhuộm đây. Và nó, nếu như mà những cái hình nhớ nhiều cái khuẩn lao như này thì chắc chắn là bệnh lao sẽ có những khả năng dương tính rất là cao. 3 cộng, có thể 4 cộng. Cái xét nghiệm thứ hai là bằng phương pháp nhuộm hình quang. Thì nhuộm hình quang thì nó cao hơn đối với phương pháp mà nhuộm Zinensen. Tuy nhiên phương pháp này thì các em lưu ý là nó cái hóa chất nó rất là độc hại, cho nên chúng ta sẽ ít dùng. Chỉ có chỗ nào chuyên về lao người ta dùng thôi. Ở hình ảnh dưới kính hiển quang nhìn cũng rất là rõ. Thí nghiệm BCA lao thì độ nhạy và độ đặc hiệu rất cao, tức là chỉ cần cái bệnh phẩm nhân nó có ít cái khuẩn lao chúng ta cũng có thể xét nghiệm ra dương tính được. Đây là một cái ưu điểm rất là cao mà rất nhiều phòng xét nghiệm người ta đã thích làm thế này. Tuy nhiên nhược điểm thì trang thiết bị thì tốn kém, kỹ thuật viên đòi hỏi trình độ cao. Rồi nếu như mà chúng ta làm mẫu không cẩn thận thì nó có thể sẽ bị nhiễm, và nhiễm lúc đấy thì nó sẽ không phải dương tính giả mà nó sẽ không ra kết quả, thì buộc chúng ta phải làm lại cái kết quả. Với cái xét nghiệm X-bợt thì hiện nay xét nghiệm X-bợt là một cái xét nghiệm mà được các phòng xét nghiệm rất là thích. Tuy nhiên thì chỉ có một số cái trung tâm lớn xét nghiệm X-bợt, ví dụ như bệnh viện Phổi Đồng Nai chúng ta đang áp dụng cái này. Thì đây là một cái xét nghiệm nó rất là hay, đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng mà nó lại chính xác, thời gian xét nghiệm thì lại nhanh, 2 giờ đã có thể trả kết quả được. Cho nên hiện nay là bệnh viện phổi của chúng ta rất thích áp dụng cái phương pháp này. Xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn lao thì cái phương pháp này có ưu điểm là sẽ định danh được vi khuẩn, tức là sau khi xét nghiệm sẽ sau khi nuôi cấy sẽ biết được chắc chắn đây có phải vi khuẩn lao hay không, nghĩa là tiêu chuẩn vàng. Thì nhóm cho là cái này rất là hay. Và ưu điểm thì nó có thể làm thêm kháng sinh đồ nữa. Nhược điểm thì là thời gian chờ đợi rất lâu, đôi khi bác sĩ phải điều trị bệnh nhân vừa chờ kết quả nuôi cấy. Và cái này thường áp dụng khi chúng ta làm đề tài hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân xét nghiệm nhanh không có, xét nghiệm BCA không có vi khuẩn lao thì chúng ta mới nuôi cấy. Yêu cầu phải tỉ mỉ, kỹ thuật viên cũng phải có trình độ xét nghiệm. Ngoài ra thì chúng ta có cái nuôi cấy vi khuẩn lao trên môi trường đặc nè. Rồi thì chúng ta có các cái thử nghiệm mang tu, tu hiện nay cũng ít dùng hơn vì do cái độ nhạy được hiệu của nó không được cao. Các cái xét nghiệm lâm sàng mà xét nghiệm chẩn đoán hỗ trợ thêm thì ví dụ sinh thiết hạch nè, chẩn đoán lao hạch hay là X quang, ở cái hai cái xét nghiệm rất là hay. Các bạn đưa vào cái này rất là hay để gợi ý xem là lao phổi hoặc là lao tiến triển thâm nhiễm. Nốt hang sơ hang, tại vì có những cái trường hợp mà xét nghiệm âm tính nhưng mà X quang phổi mà vẫn có những cái nốt lao thì người ta vẫn là tính là phổi, lao phổi. Tại vì lao phổi chúng ta có hai trường hợp, một xét nghiệm là xét nghiệm dương tính thì người ta ghi, trong khi bảo hiểm là điều trị người ta sẽ ghi là điều trị lao mà AFB dương tính. Còn cái trường hợp mà xét nghiệm âm tính và xét X quang phổi vẫn có thì trong trường hợp này thì người ta sẽ gọi đây là điều trị lao nhưng mà AFB âm tính. Thì các bạn lưu ý cho cô hai cái trường hợp như này. Để giảm nguy cơ nhiễm lao thì chúng ta cần vệ sinh môi trường, chắc chắn rồi. Các cái môi trường sống thì cần phải thông gió tốt. Mình triển khai các hành vi của người bệnh để giảm hô hấp, ví dụ như là khi mà ho hắt hơi thì không nên dùng tay che miệng, bởi vì vi khuẩn nó ra tay thì sau đó tay người bệnh sẽ nắm cầm cái nắm đấm hoặc là sẽ nhiễm ra cái chỗ khác. Nếu ho hắt hơi thì có thể ho hắt hơi ra khăn giấy hoặc là sau đó phải rửa tay ngay. Sử dụng các cái phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, cái này rất chính xác, để giảm tiếp xúc nguồn lây. Ví dụ như khi mà đã có lao rồi chắc chắn là phải cách ly, và cái người đã bị lao rồi là phải ngừng làm việc khoảng 6 đến 9 tháng. Trong gia đình thì khi một người mắc lao rồi thì tốt nhất là tránh lây nhiễm cho người xung quanh bằng các đường hô hấp, rồi ăn riêng, nên ở phòng riêng, không nên ở chung. Rồi chúng ta có thể tiêm vaccine nè. Ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn.
Chính xác, tránh các cái chất gây nghiện như ma túy, rượu bia, thuốc lá. Những người bị bệnh lao mà hút thuốc lá thì lại càng tăng tăng bệnh. Rồi tăng cường điều trị lao tiềm ẩn thì hiện nay Bộ Y tế có cái hướng dẫn xét nghiệm lao tiềm ẩn. Thì cái này thì trong thông tư cũng sẽ gửi cho các bạn qua Zalo, các bạn sẽ xem lại cái thông tư hướng dẫn cái xét nghiệm lao tiềm ẩn. Xét nghiệm lao tiềm ẩn sẽ ở trong hai cái đối tượng. Cái thứ nhất là những cái người có tiếp xúc với người bị lao, hoặc là những người mà làm trong cái môi trường mà dễ bị lao thì chúng tôi sẽ làm xét nghiệm lao tiềm ẩn. Về điều trị thì chúng ta phải phối hợp các cái thuốc, ở đây chúng ta tầm 5 loại thuốc. Và đương nhiên là phải theo bác sĩ rồi, đúng liều rồi, đều đặn, đủ thời gian. Tại vì khi mà điều trị, uống thuốc điều trị lao thì bệnh nhân sẽ rất là mệt nên thường rất dễ bỏ thuốc trong cái giai đoạn 2. Tức là sau cái tháng thứ 2 bệnh nhân có thể rất dễ bỏ thuốc. Và báo cáo với bác sĩ nếu như mà thấy thuốc nó kháng thì bác sĩ để đổi thuốc. Rồi cảm ơn lớp đã chú